Kính thưa thầy cô trong trường đại đoàn, kính thưa quý đồng nghiệp, thì đầu tiên thì em xin gửi lời cảm ơn tới Hội Hô hấp Việt Nam đã có tạo điều kiện cho em được trình bày cái bài là cái vai trò của hô hấp ký trong cái việc theo dõi COPD, và cảm ơn quý đồng nghiệp là Mình đã bảo đến đảm thời về giờ giấc này tốt đã 5 giờ chiều rồi mà vẫn còn tiếp tục ở đây để mà mình nghe cái bài cuối cùng, mặc dù là cái phía sau là cái Ninh Bình thì rất là đẹp nhưng mà chúng ta vẫn còn tiếp tục hiện diện ở đây để mà nghe. Thì cái phần của em thì nó sẽ khác các cái bài của các thầy trước. Thì về phần em thì xin chị nói chủ yếu tập trung vào cái hô hấp ký và những cái ưu điểm khuyết điểm của nó, của cái hô hấp ký trong cái việc mà mình theo dõi cái bệnh nhân COPD. Thì trong hô hấp ký thì có những cái chỉ số quan trọng, đó là cái chỉ số FEV1 trên FVC. Đây là cái chỉ số để mà chúng ta chẩn đoán cái COPD. Và cái FEV1 cũng là một chỉ số rất là quan trọng. Và trong những cái trường hợp mà chúng ta không sử dụng được cái hô hấp ký thì mình có cái giải pháp gì để mà chúng ta thay thế hay không? Thì đầu tiên thì nói về cái vai trò của cái FEV1 trên FVC, cái chỉ số rất là quan trọng để mà trước khi mà chúng ta bắt đầu mình điều trị thì mình sẽ cần phải chẩn đoán. Thì theo như Gold mà khuyến cáo thì chúng ta thấy rằng cái việc mà sử dụng cái chẩn đoán cái COPD thì chúng ta đều phải dựa trên triệu chứng, dựa trên những yếu tố nguy cơ, và cuối cùng thì chúng ta sẽ sử dụng cái hô hấp ký để mà chúng ta chẩn đoán. Và cái phân bậc của Gold thì sau Gold 2020 thì chúng ta thấy rằng ngoài phân nhóm ABCD, như chúng ta thấy để mà mình quyết định điều trị thì Gold vẫn khuyến cáo là chúng ta phân theo Gold 1, Gold 2, Gold 3, Gold 4 dựa trên cái chỉ số là FEV1 trên cái phần trăm giá trị dự đoán, mà chúng ta chia thành 4 nhóm. Tiếc là cái Gold thì khuyến cáo điều trị thì chủ yếu là dựa trên cái nhóm ABCD, dựa trên cái việc triệu chứng cũng như là cái nhập viện, và mình cũng không Gold cũng không có khuyến cáo là chúng ta sử dụng cái hô hấp ký để mà mình quyết định cái điều trị. Thì cái việc mà chúng ta thấy là một cái bệnh nhân mà sử dụng cái hô hấp ký, thì em có minh họa một cái hình ở đây. Thì đây là một cái ông mà rất là già rồi, mà bệnh nhân COPD mình thì thường là lớn tuổi, và khi lớn tuổi thì cái việc mà thực hiện cái hô hấp ký thì cũng không phải là một cái câu chuyện mà nó đơn giản tí nào. Bệnh nhân thổi nhiều, mệt rồi, nhiều khi còn cự cãi với lại kỹ thuật viên là sao bắt tôi làm hoài, mệt hoài. Và cái việc mà bệnh nhân mà lớn tuổi như vậy thì chúng ta thấy rằng bệnh nhân có thể là sẽ không thổi được cái hô hấp ký mà tốt nhất theo cái hướng dẫn của ATS. Thì cái việc mà chúng ta thấy rằng nếu mà bệnh nhân mà thổi đầu khởi đầu cái hô hấp ký mà mình thổi không đủ mạnh, không đủ nhanh thì nó có thể sẽ làm tăng cái FEV1 lên. Khi tăng FEV1 thì mình có thể thấy là nó sẽ làm thay đổi được cái chỉ số FEV1 và FVC. Và ngoài ra thì cái về vấn đề mà sinh lý bệnh của cái COPD thì chúng ta thấy rằng bệnh nhân có cái ứ khí thì cũng có thể là làm giảm cái mẫu số của chúng ta xuống, và có thể ảnh hưởng đến cái vấn đề mà chẩn đoán. Chính vì vậy cái việc mà mình lặp lại cái hô hấp ký nhiều lần trong quá trình theo dõi COPD là một cái việc cần thiết. Thì ở đây là một cái nghiên cứu cũng từ 2016. Chúng ta thấy rằng ở đây thì liệu là cái COPD mình thấy là mình có nên mình dựa vào chỉ có một cái chẩn đoán hay không, hay là mình phải làm theo dõi nhiều lần. Thì chúng ta thấy rằng đây là cái sự cái đây là cái đường cái sự dao động của cái chỉ số FEV1 trên FVC theo thời gian theo sau 1 năm. Chúng ta thấy rằng nó dao động cũng khá nhiều, và phần lớn thì nó dao động trong khoảng là từ 10% cộng 10 cộng trừ 10%. Như vậy chúng ta thấy là cái việc mà một cái chỉ số nó dao động cũng khá lớn. Một cái FEV1 trên FVC năm trước là 0,65, thì hôm năm sau có thể lên đến 0,75, 0,8. Nó dao động khá nhiều, tập trung quanh cái mức như vậy. Và trong cái nghiên cứu này thì chúng ta thấy rằng nếu mà mình chỉ làm một cái hô hấp ký mà mình không có làm nhiều cái, thì chúng ta sẽ thấy là cái câu chuyện nó nằm ở chỗ. Ở đây là mình thấy nghiên cứu họ chia ra cái nhóm bệnh nhân theo dõi sau 1 năm, sau 2 năm, và chia hai nhóm. Cái nhóm đây là cái nhóm màu đen, là cái nhóm mà có cái tắc nghẽn đường dẫn khí theo cái tiêu chuẩn là giới hạn bình thường dưới, và cái là không có tắc nghẽn. Thì mình thấy là rõ ràng cái nhóm mà đã có tắc nghẽn thì năm sau thì có khoảng đâu đó khoảng tầm gần 1/4 là lại hết tắc nghẽn sau 1 năm. Rồi sau 2 năm theo dõi thì cũng như vậy. Mình thấy là cái nhóm mà tắc nghẽn hết tắc nghẽn rồi nó lại tắc nghẽn lại cũng phải 10%. Rồi cái nhóm mà tắc nghẽn mình theo dõi thì cũng 10% nó lại hết tắc nghẽn.
Tương tự như vậy, cái nhóm mà mình thấy ở đây là không có tắc nghẽn thì theo dõi thì cũng có khoảng 10 đâu đó 10% sau một năm nó lại trở về tắc nghẽn. Thì như vậy chúng ta thấy là cái việc mà nếu mà mình chỉ sử dụng một cái hốp ký trong một lần mà mình đã chẩn đoán CBD thì đôi khi nó sẽ làm chúng ta chẩn đoán thừa hoặc là chẩn đoán thiếu, nhiều khi là thừa quá hoặc là nhiều khi là thiếu quá. Và cái kết quả này thì nó cũng đúng với cái nếu mà mình sử dụng cái tiêu chuẩn là của Gold, cái giá trị cố định là 0,70 thì nó cũng tương tự như vậy. Thì mình thấy đây nhóm tắc nghẽn và nhóm không tắc nghẽn theo cái tiêu chuẩn 0,70 thì theo dõi theo thời gian thì mình thấy là đâu đó nó cũng khoảng tầm 10-15% là bệnh nhân sẽ có sự thay đổi, có nghĩa là tắc nghẽn lại không tắc nghẽn, không tắc nghẽn lại tắc nghẽn lại. Chính vì vậy mình thấy là cái việc mà chúng ta dùng cái hốp ký thường xuyên thì cũng khá là quan trọng. Hoặc là một cái nghiên cứu khác đây thì mình thấy rằng trong cái nghiên cứu CBD này thì chắc là mọi người cũng thầy cô đây thì mình cũng rất là quen rồi, thì họ cũng chia thành ba cái nhóm. Cái nhóm, một cái nhóm là có cái chỉ số FEV1 với FEV2 không có tắc nghẽn mà FEV1 thấp, và nhóm gôn không không có gì hết là FEV1 vẫn trên 0,7 và xin lỗi, cái FEV1 với FEV2 không trên 0,7 và FEV1 trên 80%. Và cái nhóm gôn thì mình thấy ngay cái nhóm mà cái FEV1 giảm này thì sau một thời gian theo dõi 5 năm, sau theo 5 năm theo dõi thì cũng có khoảng 1/4 chuyển thành CBD. Và chỉ có khoảng 50% là vẫn còn bình thường và 20% là coi như là phục hồi lại. Tương tự những cái nhóm mà trong giai đoạn 1 lúc đầu mình theo dõi thì chúng ta thấy là cái việc mà cái sự thay đổi của cái chỉ số FEV1 trên FVC nó khá là thay đổi khá nhiều. Mình thấy nếu mà đây là chỉ số 0,70 là cố định, sau 5 năm thì bệnh nhân lớn tuổi hơn, nếu mà dùng LN thì nó có sẽ thay đổi, nó thấp hơn nữa. Thì mình thấy là một số bệnh nhân, ví dụ như đã chẩn đoán gôn rồi, cũng có 16% bệnh nhân là cái hồi phục lại như cũ. Rồi mình thấy như vậy, thì cái câu chuyện chúng ta thấy rõ ràng là nếu mà chúng ta chỉ làm một cái hốp ký thì nó sẽ hơi thiếu sót. Và chúng em có một cái khảo sát ở trong bệnh viện Đại học Y Dược thì trên khoảng 1.000 cái bệnh nhân. Thì chúng ta thấy rằng nếu mà mình chỉ có sử dụng cái hốp ký mà mình chẩn đoán là có tắc nghẽn hay không thì có khoảng đâu đó tầm theo LN hoặc là theo giá trị cố định 0,70 theo con thì đâu đó khoảng tầm 45-50% là bệnh nhân là có tắc nghẽn. Nhưng mà trên lâm sàng chúng ta thấy chẩn đoán thì chỉ có khoảng 1/4, 25% bệnh nhân là được chẩn đoán CBD. Chính vì vậy mình thấy là cái câu chuyện mà mình cần phải lập lại cái hốp ký nhiều lần để mà mình khẳng định, và ngoài ra mình cần phải kết hợp thêm trên lâm sàng. Tại vì đôi khi bệnh nhân sẽ hồi phục lại, có nhiều bệnh nhân sẽ hồi phục lại cái kết quả hốp ký. Và Gold thì cũng nói là nếu trong trường hợp mà chúng ta thấy rằng cái hốp ký mà cái chỉ số FEV1 với FVC sau cái thuốc giãn phế quản mà nó nằm đâu đó trong khoảng 0,6, 0,8 thì chúng ta nên lặp lại. Và như nói lặp lại nhưng không nói rõ thời gian là bao nhiêu. Lặp lại để mà mình giúp mình chẩn đoán khẳng định cái chẩn đoán CBD. Rồi tiếp theo nó cái vai trò của FBB1 thì có lẽ là chắc đồng nghiệp của mình đây, quý đồng nghiệp đây mình rất là rành rồi. Thì cái FBB1 thì em sẽ nói tiếp phần là cái bệnh động mắt. Tại sao phải nói cái bệnh động mắt là tại vì chúng ta thấy là đối với CBD thì mình thấy là ngoài cái phân độ Gold thì mình có một cái phân độ là cái mức độ khó thở. Và cái FBB1 thì cái mức độ đôi khi trên hốp ký cái mức độ tắc nghẽn, mức độ suy giảm FBB1 nó không có phù hợp với lại cái triệu chứng trên lâm sàng. Và trong cái trường hợp đó thì mình cần phải xem xét để mà mình coi những cái bệnh động mắt. Đây là một số bệnh động mắt, ví dụ như là và những cái ảnh hưởng của những cái bệnh động mắt lên cái triệu chứng của bệnh nhân. Ví dụ như dị ứng thì bệnh nhân có thể có ho khò khè nhiều hơn, hay là có thiếu máu thì bệnh nhân gây ra khó thở, tim mạch cũng có là khó thở, trầm cảm, sa sút trí tuệ vân vân, thì nó cũng có thể thay đổi suy giảm chất lượng cuộc sống bệnh nhân và dẫn tới câu chuyện là chức năng hô hấp có thể rất tốt nhưng mà cái triệu chứng thì rất kém. Thì khi đó thì mình cũng cần phải lưu ý ở những cái đối tượng này. Những cái đối tượng khác như đái tháo đường, chuyện béo phì vân vân thì nó cũng ảnh hưởng đến khả năng gắng sức, chất lượng cuộc sống vân vân, những cái nguy cơ vào cái đợt kịch phát. Thì chúng ta thấy rằng đối với cái vai trò hốc ký thì mình sẽ theo dõi FEV1, nếu mà nó không hồi phục mình điều trị thử cho bệnh nhân mà cái hốc ký không hồi phục hoặc hồi phục kém và không có tương đồng với lại cái triệu chứng thì mình phải xem xét coi có cái chẩn đoán khác hoặc là xem xét những cái bệnh động mắt ở trên cái bệnh nhân CBD. Và tiếp theo nữa là cái FEV1 thì kinh điển thì chúng ta sẽ sử dụng cái FEV1 để mà chúng ta mình theo dõi cái tiến tiến của bệnh.
Thì đây là cái diễn tiến của cái FBB quanh theo thời gian. Thì mình thấy rằng cái sơ đồ từ trong gold ra thì nó một cách đôm nay chúng ta thấy là một cái ông mà sụt một cái ông mà có sụt giảm FBB quanh càng cao thì sẽ càng có cái nguy cơ mà tử vong nó sẽ cao hơn, hoặc là cái nguy cơ mà nhập viện dựa trên các cái gold 1, 2, 3, 4. Thì mình thấy rằng bệnh nhân mà càng có cái FBB quanh càng thấp thì nó sẽ càng bị nhập viện nhiều hơn. Thì cái này nó liên quan nhiều tới cái phần gọi là lý thuyết nhiều hơn trên thực tế. Tại vì đôi khi chúng ta gặp 1, 2 bệnh nhân thì mình không có cảm nhận được nhiều cái sự thay đổi đối với từng bệnh nhân, nhưng mà khi mà chúng ta thống kê trên số lượng lớn thì nó thay đổi. Và ngoài ra thì cái FBB quanh đây thì nó là một cái chỉ số quan trọng để mà mình đánh giá cái đáp ứng điều trị. Sau khi điều trị thì cái FBB quanh bệnh nhân có hồi phục hay không. Thì mình thấy cái này rất là quen rồi. Các thầy cô anh chị đây mình thường xuyên nghe công ty dược nói, rồi các cái nghiên cứu thì nói suốt về cái việc mà thay đổi FBB quanh, thì em cũng không có lặp lại nhiều. Thì tóm lại thì cái FBB quanh mình nó sẽ giúp mình theo dõi được cái tiến triển của bệnh và cái theo dõi đáp ứng điều trị. Và tiếp theo nữa thì mình thấy là thì mình sẽ đo hốc ký FBB quanh nó sẽ thay đổi. Vậy thì trong trường hợp mình thấy là có rất là nhiều bệnh nhân vào đợt cấp, và khi mà bệnh nhân vào cái đợt cấp rồi đó thì bao nhiêu lâu thì mình cần phải đo lại hốc ký, bao nhiêu lâu thì nó hồi phục. Thì đây là một cái dữ liệu từ cái nghiên cứu Wisdom, thì sẽ so sánh cái thời gian hồi phục. Thì mình thấy đây là cái hình, đây là cái hồi phục của cái những cái bệnh nhân mà đợt cấp trung bình hoặc nặng, là những đợt cấp mà mình cần dùng corticoid hoặc là nhập viện. Thì chúng ta thấy rằng cái thời gian mà hồi phục thì nó khoảng tầm đâu đó khoảng 3 tuần sau khi mà cái FBB quanh đây là nền, sau đó giảm xuống mà hồi phục 3 tuần. Đối với bệnh nhân mà cái vào cái đợt cấp mà trung bình thì cũng cái thời gian đâu đó cũng khoảng 3 tuần. Còn cái bệnh nhân vào đợt cấp nặng nhập viện này nọ thì mình thấy là cái FBB quanh sau 3 tuần, 4 tuần thì nó cũng hồi phục, và gần như là nó khó lòng mà nó trở về được cái gì ban đầu rồi sau những cái đợt cấp nặng. Và cái câu hỏi tiếp theo nữa là nếu mà như vậy thì chúng ta thấy rằng bao nhiêu lâu thì chúng ta cần phải đo hốc ký. Thì câu hỏi này rất là cũng thấy mình 1 năm, 2 năm hay là đo một lần thôi. Thì hiện tại thì cũng không cũng tìm kiếm nhưng mà cũng không có nói bằng chứng là bao nhiêu lâu đo, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng thì không có bằng chứng nhiều. Gold thì vẫn chỉ khuyến cáo là chúng ta đo cái hốc ký này ít nhất là 1 năm một lần. Thì dĩ nhiên là mình có thể mình đo nhiều hơn. Thí dụ như bệnh nhân vừa vào đợt cấp sau 1 tháng mình đo lại để mình xem coi là bệnh nhân đã có cái sự suy giảm của FBB quanh nó nhiều hay nó ít như thế nào. Và thế thì cái hốc ký như vậy nhưng mà nó có cái hạn chế gì? Thì cái hạn chế thì chúng ta thấy rằng cái hốc ký thì không phải là một cái test mà coi như là tất cả trong một, vừa giúp để chẩn đoán vừa theo dõi thì nó quá hay. Nhưng mà nó vẫn có những cái khuyết điểm. Thì khuyết điểm thì chúng ta thấy rằng nãy giờ mình nói rất là nhiều là cái hốc ký bình thường thì nó cũng không thể nào mà nó loại trừ được cái tắc nghẽn hoặc là cái hạn chế. Chúng ta thấy đây, đây là một cái nghiên cứu mà trên khoảng tầm 700 bệnh nhân mà có cái hốc ký bình thường, thì mình thấy đâu đó cũng khoảng tầm 10% là bệnh nhân. Nếu mà mình đo phế thanh ký cho bệnh nhân thì bệnh nhân vẫn có ứ khí mặc dù cái hốc ký bình thường, hoặc là bệnh nhân có căn phình phổi thì đâu đó cũng khoảng tầm 6% bệnh nhân là vẫn có căn phình phổi mặc dù cái hốc ký bình thường. Hoặc là chúng ta sử dụng trên phim CT và tìm cái khí phế thủng thì chúng ta thấy là ở đây đây là cái sự thay đổi của cái chỉ số FBB1 trên FVC. Thì với nhiều cái mức độ thì chúng ta thấy càng cái khí phế thủng càng nhiều thì mình thấy ở đây nó sẽ thay đổi càng nhiều. Nhưng mà chúng ta thấy là ngay cả những cái ông mà cái FBB1 mà cao thì vẫn có cái tình trạng khí phế thủng phát hiện trên cái CT. Tương tự như vậy, một cái nghiên cứu khác thì chúng ta thấy là để so sánh liệu là cái hốc ký cái khuyết điểm như thế nào trong cái việc mà chẩn đoán tắc nghẽn đường dẫn khí, thì mình thấy ở đây thì nếu mà mình so sánh với cái tiêu chuẩn mà trên CT thì chúng ta thấy rằng ở trên CT thì mình thấy cái độ nhạy và đặc hiệu nó cũng không phải là 100% trong việc chẩn đoán cái khí phế thủng hoặc là cái chẩn đoán cái ứ khí. Thì như vậy chúng ta thấy hốc ký vẫn có những cái khuyết điểm. Thì khuyết điểm là không thể xác khí cạn, chẩn đoán quá tay, hoặc là đôi khi bỏ sót cái hội chứng tắc nghẽn, vì chúng ta thấy rằng cái sinh lý bệnh bệnh nhân CPD là sẽ bị ứ khí, và khi mà bị ứ khí như vậy á thì chúng ta thấy cái câu chuyện ở đây, khi mà bệnh nhân ứ khí thì bệnh nhân sẽ tăng cái ARV lên, tăng ARV lên thì bệnh nhân sẽ làm giảm cái VC của bệnh nhân, giảm VC, giảm FVC của bệnh nhân. Và khi bệnh nhân giảm FVC thì chúng ta đó là rằng cái chỉ số FBB quanh FVC nó sẽ lớn hơn vì cái mẫu số đã nhỏ đi cho cái tình trạng ứ khí của bệnh nhân. Và ứ khí bệnh nhân này nếu mà mình đo đôi rất nhiều bệnh nhân CBD có thể đo, đôi khi là bệnh nhân sẽ không thấy tắc nghẽn được ở trên cái hốc ký,
Nhưng mà khi chúng ta đo cái phế thanh khí thì bệnh nhân có ứ khí, tăng ARV, có cái thậm chí là có cả cái căng phình phổi nữa, tăng cả TOC nữa. Nhưng mà cái VC vẫn bình thường. VC vẫn bình thường và cái chỉ số FEV qua nhân FVC vẫn bình thường. Thì những trường hợp đó, trong trường hợp mình vẫn nghi ngờ thì chúng ta xem xét mình sử dụng cái phế thanh khí. Thì chúng ta thấy rằng cái phế thanh khí cái ưu điểm hơn của cái hô hấp khí thì chúng ta thấy đó là nó đo được cái thể tích cạn. Nhờ đo được cái thể tích cạn này và chúng ta sẽ thấy là mình coi như là nhạy hơn trong cái việc mà chúng ta hạn chế chẩn đoán sót những cái trường hợp mà ứ khí hoặc là căng phình phổi. Thì để mà tóm lại thì trong cái vai trò của cái hô hấp khí trong cái việc mà chúng ta cái theo dõi và của CBD thì giúp chúng ta đo lặp lại nhiều lần cái hô hấp khí thì có thể giúp chúng ta xác định được cái chẩn đoán của cái CBD và có thể giúp chúng ta hỗ trợ trong trường hợp mà mình xem xét những cái bệnh đồng mắt hoặc là những cái chẩn đoán khác trong trường hợp mà cái hô hấp khí nó không phù hợp với triệu chứng. Hoặc là cái số 3 này thì chủ yếu là trên phần lý thuyết là nhiều, để theo dõi tiến triển, theo dõi đáp ứng của với thuốc thì chủ yếu là trên lý thuyết vì bệnh nhân nhiều thì mình thấy, còn bệnh nhân 1-2 người thì thật sự thì mình cũng ít quan tâm đến cái này. Và goal 2020 thì chúng ta thấy rằng cái việc đo hô hấp khí thì tối thiểu là một lần trong một năm, dĩ nhiên mình có thể đo nhiều hơn. Và cuối cùng thì nếu nghi ngờ CBD mà hô hấp khí bình thường thì mình có thể cho đo lại hô hấp khí vào một ngày khác, hoặc là chúng ta có thể lặp lại cái hô hấp khí đó lại, hoặc là mình sẽ có thể làm chuyển đến cái kỹ thuật khác cao cấp hơn, ví dụ như là cái phế thanh khí. Thì cái phần trình bày của em đến đây thì xin kết thúc. Em xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị đồng nghiệp.